cảnh sát nghi ngờ nhiều thanh niên bị thương trong vụ đâm tàu hỏa. Theo Reuters, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một thi thể khác vào hôm qua, mùng 4 tháng 6, dưới đống đổ nát của đoàn tàu chật bánh ở miền nam nước Đức vào thứ Sáu, mùng 3 tháng 6 và nâng tổng số người thiệt mạng lên 5 người. Bộ trưởng Giao thông Đức Volker Quisling đã đến đây và cho biết ông vô cùng xúc động khi thấy quy mô của vụ tai nạn. Ông cũng cho biết thêm đã trao đổi chặt chẽ với các lực lượng khẩn cấp, những người đã làm việc không mệt mỏi, những người đã làm việc đến mức kiệt sức. Cảnh sát trưởng Manfred Hause cho biết đã có 5 người đã chết và 40 người bị thương. Và trong số những người bị thương có lẽ có cả những nạn nhân nhỏ tuổi, vì con tàu đang trên đường trở về nhà sau giờ học ngày hôm qua. Ông cũng nhấn mạnh nhiều chi tiết bao gồm thông tin về số người mất tích chính xác vẫn chưa được kết luận. Sau nhiều nỗ lực thất bại, cần cầu đã thành công trong việc cầu ít nhất một toa của đoàn tàu đã lăn khỏi đường ray. Cháy rừng gần Athens, nhiều nhà cửa và ô tô thiệt hại. Vào thứ Bảy ngày 4 tháng 6, một trận cháy rừng đã bùng phát ngoài tầm kiểm soát ở ngoại Athens của Hy Lạp làm hư hại nhiều nhà cửa và phương tiện. Theo quan chức địa phương, nhiều người dân khu vực ngoại Ovoula, cách thủ đô Athens 16 km đã phải đi sơ tán. Một số người đã bị thương, trong đó có một lính cứu hỏa phải nhập viện do gặp vấn đề về hô hấp. Cháy rừng đã khiến ít nhất 2 ngôi nhà và nhiều ô tô bị thiêu rụi. Hơn 130 lính cứu hỏa, với sự hỗ trợ của 6 máy bay chữa cháy và 4 trực thăng đã được huy động. Tuy nhiên, gió lớn kèm thời tiết khô hanh khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Chính quyền Hy Lạp đã cảnh báo về nguy cơ cháy rừng ngay từ đầu năm nay, trong khi các quan chức Ủy ban châu Âu hôm thứ Năm đã tuyên bố sẽ cử hơn 200 lính cứu hỏa cùng các phương tiện chữa cháy từ 6 quốc gia châu Âu đóng quân tại Hy Lạp trong mùa hè này để hỗ trợ nước này đối phó với cháy rừng. Năm ngoái, Hy Lạp cũng đã phải đối mặt với nhiều vụ cháy rừng kéo dài trong vài tuần, thiêu rụi nhiều nhà cửa của người dân và phá hủy hàng nghìn mét khối rừng sau đợt nắng nóng nghiêm trọng. Cháy rừng nghiêm trọng nhất diễn ra vào năm 2018 ở thị trấn Mati gần thủ đô Athens, làm 102 người thiệt mạng. Máy bay chiến đấu của Trung Quốc đánh chặn tàu giám sát của Australia. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Australia cho biết, hôm nay, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã đánh chặn một máy bay giám sát quân sự của Australia ở khu vực Biển Đông. Trước đó, ngày 26 tháng 5, máy bay giám sát hàng hải P-8 của Không quân Hoàng gia Australia cũng đã bị một máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc đánh chặn trong hoạt động giám sát hàng hải thường lệ trên không, bộ phận quốc tế trong khu vực. Bộ Quốc phòng cho biết, Thủ tướng của Australia nói với các phóng viên của Perth rằng họ lo ngại về một cuộc điều động nguy hiểm, đe dọa an toàn cho máy bay P-8 và phi hành đoàn. Gần đây, mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi Trung Quốc tìm kiếm một thỏa thuận an ninh khu vực với các quốc đảo Thái Bình Dương. Vào tháng 2, Trung Quốc và Australia đã tranh cãi gay gắt về một sự cố. Trong đó, Australia cho biết một trong những máy bay tuần tra hàng hải của họ đã phát hiện ra tia laser hướng vào mình từ một tàu hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Mỹ lần đầu tiên huy động tàu sân bay tập trận với Hải quân Hàn Quốc. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc hôm 4 tháng 6 cho biết lần đầu tiên trong 4 năm qua nước này và Mỹ đã thực hiện một cuộc tập hải quân chung đầu tiên với sự tham gia của tàu sân bay USS Ronald Reagan. Theo tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cuộc tập trận bao gồm các cuộc diễn tập phòng không, chống hạm, chống tàu ngầm và ngăn chặn hàng hải nhằm mục đích tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ của đồng minh trong việc đối phó với hành động khiêu khích của Triều Tiên. Nhóm tàu Mỹ tham gia cuộc tập trận lần này bao gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường, tàu khu trục USS Benford được trang bị hệ thống tên lửa và tàu tiếp dầu USNS Vinhomes. Phía Hàn Quốc đã điều động tàu đổ bộ Masado trọng tải 14.500 tấn, tàu khu trục hạm trọng tải 7.600 tấn và tàu khu trục trọng tải 4.400 tấn vào cùng những con tàu khác. Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc nhậm chức hồi tháng 5 và là cuộc tập song phương đầu tiên có sự tham gia của tàu sân bay Mỹ kể từ tháng 11 năm 2017. Người biểu tình chống chính phủ Peru đụng độ với cảnh sát ở Lima. Theo Reuters, cảnh sát Peru và người biểu tình đụng độ vào hôm thứ Bảy, mùng 4 tháng 6 tại thủ đô Lima của nước này trong cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Pedro Castillo. Những người biểu tình đi qua trung tâm thành phố Lima mang theo các biển hiệu yêu cầu Castillo rời nhiệm sở. Người biểu tình Jorge Orellano nói rằng Castillo nên ra đi vì ông đang nhấn chìm, phá hủy nền kinh tế và tự do của đất nước. Castillo và tất cả các bộ trưởng tham nhũng đều phải rời khỏi đây. Đoạn phim cho thấy cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình và họ đã chạy đến nơi an toàn. Báo cáo từ các nhà chức trách, không có thương tích cũng như giam giữ người biểu tình. Castillo, một cựu giáo viên cánh tả và lãnh đạo công đoàn, đã chủ trì những bất ổn chính trị chưa từng có kể từ khi nhậm chức vào tháng 7 năm ngoái, đi qua 4 nội các riêng biệt và sống sót sau 2 lần bị luận tội. Johnny Depp chiến thắng vụ kiện đình đám với vợ cũ. Qua 6 tuần tranh tụng, phiên tòa giữa hai diễn viên người Mỹ nổi tiếng Johnny Depp và Amber Heard đã đi đến hồi kết. Sau 3 ngày làm việc căng thẳng, các thành viên trong buổi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 1 tháng 6. Nam diễn viên Johnny Depp đã giành chiến thắng trong vụ kiện phỉ báng chống lại vợ cũ Amber với hơn 10 triệu đô la tiền bồi thường. Bất chấp việc bồi thẩm đoàn 7 người ra phán quyết ủng hộ Heard với một tội danh trong vụ kiện chống lại Depp, nam diễn viên mô tả quyết định này như một sự minh oan và Amber Heard thì nói rằng đó là một sự thất vọng.
Johnny Depp đã được tòa án trao cho 15 triệu USD tiền bồi thường từ Hết, nhưng thẩm phán đã giảm số tiền bồi thường thiệt hại theo giới hạn pháp lý, dẫn đến tổng số tiền Johnny giành được sau vụ kiện là 10,35 triệu USD. Trong khi đó, Amber Heard được bồi thường 2 triệu USD. Trong trận đấu với Depp, Depp đã kiện Heard với số tiền 50 triệu USD về một bài báo được xuất bản trên tờ The Washington Post vào tháng 12 năm 2018. Trong đó, Amber tự gọi mình là một nhân vật đại diện cho hành vi lạm dụng gia đình. Nội dung bài viết của Heard không đề cập đến tên Depp, nhưng anh cho rằng đây là một ví dụ về sự phỉ báng theo ngụ ý vì các phần của bài viết đề cập đến những cáo buộc lạm dụng mà cô đã thực hiện chống lại anh sau khi họ chia tay vào năm 2016. Heard đã đưa ra yêu cầu phản tố với số tiền 100 triệu USD đối với các tuyên bố gọi những cáo buộc của cô là cho lừa bịp do luật sư của chồng cũ thực hiện, được đăng trên các câu chuyện trên Mail Online vào năm 2020. Depp phủ nhận việc đánh Heard hoặc bất kỳ phụ nữ nào và nói rằng cô ấy là người trở nên bạo lực trong mối quan hệ của họ. Anh nói với các bồi thẩm đoàn, được công chúng biết đến với vai diễn trong Aquaman đã khiến anh phải trả giá bằng mọi thứ. Một bộ phim cướp biển mới được tạm dừng và Depp được thay thế trong loạt phim Fantastic Beasts, một phần phụ của Harry Potter. Bồi thẩm đoàn đã trả lại cuộc sống cho tôi, Depp nói. Điều tốt nhất vẫn chưa đến và cuối cùng chương trình đã bắt đầu. Ông nói thêm, kết thúc bằng cụm từ tiếng Latin sự thật thì không bao giờ mất. Ngồi trong phòng xử án, hai luật sư của cô nhìn xuống khi các bản án được đọc. Sự thất vọng mà tôi thấy trong ngày hôm nay không thể nói thành lời, cô nói trong tuyên bố. Tôi rất đau lòng khi nhiều bằng chứng vẫn không đủ để chống lại sức mạnh, ảnh hưởng của chồng cũ. Tôi thậm chí còn thất vọng hơn với ý nghĩa của phán quyết này đối với những phụ nữ khác. Cô nói thêm, đó là một bước lùi. Luật sư của Johnny Depp, Camille Vakit, nói phán quyết hôm nay xác nhận những gì chúng tôi nói ngay từ đầu. Các tuyên bố chống lại Johnny Depp là phỉ báng và không được hỗ trợ bởi bất kỳ bằng chứng nào. Chúng tôi rất biết ơn, cảm ơn tòa án vì họ đã cân nhắc kỹ lưỡng và dành rất nhiều thời gian, công sức cho trường hợp này. Sophia Cadena từ Virginia, thật hạnh phúc, bạn biết đấy. Tôi đã ở đây từ ngày đầu tiên và hôm nay đánh dấu cuộc hành trình. Tôi hài lòng rằng cuối cùng công lý sẽ thắng. Cách đây chưa đầy 2 năm, Depp đã phải đối mặt với một kết cục khác ở Anh, khi anh ta kiện một tờ báo vì đã gọi anh ta là kẻ đánh vợ. Một thẩm phán tòa án tối cao London đã ra phán quyết rằng anh ta đã nhiều lần hành hung Heard. Hai người gặp nhau vào năm 2011, khi đóng phim The Zoom Diary và kết hôn vào tháng 2 năm 2015. Cuộc ly hôn của họ được hoàn tất khoảng 2 năm sau đó. Vào tháng 12 năm 2018, một bài báo viết về Heard trên tờ Washington Post. Bài báo không cập nhật đến tên, nhưng luật sư của nói với tòa ngụ ý đề cập đến Depp. Bồi thẩm đoàn đồng ý kiến với tất cả các tuyên bố phỉ báng của Depp, trong đó trích dẫn một đoạn trong bài báo với tiêu đề có nội dung: "Tôi chống lại bạo lực tình dục và đối mặt với nền tảng văn hóa của chúng ta. Điều đó phải thay đổi." Bồi thẩm đoàn đã bác bỏ 2 trong 3 yêu cầu phản hồi của Heard. Họ kết luận rằng cô ấy bị bôi nhọ khi một luật sư của Depp nói với một phương tiện truyền thông, nghe nói đã có dàn dựng thiệt hại tài sản để trình báo với cảnh sát sau một vụ ẩu đả. Amber và những người bạn của cô ấy đã rót một chút rượu và dọn dẹp nơi này, giải quyết câu chuyện của họ dưới sự chỉ đạo của một luật sư và nhà báo, một phần thông báo cho biết. Trong 6 tuần làm chứng, các luật sư của Heard lập luận rằng cô ấy đã nói sự thật và những điều cô ấy nói được coi là tự do ngôn luận. Các bồi thẩm đoàn đã nghe đoạn ghi âm cuộc đánh nhau giữa cặp đôi và xem những bức ảnh về ngón tay đẫm máu của Depp. Anh ta cho biết phần đầu ngón tay đã bị cắt đứt khi Heard ném chai vodka vào anh ta vào năm 2015. Heard phủ nhận việc làm bị thương ngón tay của Depp và nói Depp đã tấn công tình dục cô ấy với một chai rượu. Tên lửa tấn công phá hủy nhà máy gỗ ở Kharkiv, Ukraine vào thứ Sáu ngày 3 tháng 6. Một nhà máy gỗ ở Kharkiv đã bị phá hủy bởi một cuộc tấn công tên lửa. Chính quyền địa phương không thông báo về thương vong. Các phương tiện truyền thông của địa phương đưa tin một đám cháy bùng phát do cuộc đình công, phá hủy máy móc, cơ sở công nghiệp và thiêu rụi tất cả gỗ trong kho. Kế toán Ted Anahaysan nói với Reuters rằng công ty sản xuất các sản phẩm bằng gỗ khác nhau, bao gồm cửa sổ và tấm lợp. Tại sao người ta lại đánh bom vào một nơi như vậy, cô tự hỏi khi nhìn vào các biểu tượng tôn giáo được trưng bày trong văn phòng. Đầu tháng này, Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đã tương đối yên tĩnh kể từ khi lực lượng Ukraine giành lại lãnh thổ xung quanh đó và đẩy lùi quân đội, cho phép lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể của những người bị chôn vùi dưới đống đổ nát nhiều tuần trước đó. Kharkiv đã phải hứng chịu các đợt pháo kích nặng nề ngay từ đầu cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2, khiến thành phố 1,5 triệu dân này trở thành một vùng đất hoang với các tòa nhà đổ nát và mảnh vỡ. 3 người chết và nhiều người bị thương trong vụ lật tàu ở Đức. Theo Reuters, ít nhất 3 người thiệt mạng và 16 người bị thương nặng khi một đoàn tàu chật bánh ở miền nam nước Đức hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 6. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết đoàn tàu hướng đến Munich dường như đã chật bánh sau buổi trưa ở Bergen ngay bên ngoài thị trấn nghỉ mát nơi nó khởi hành. 3 trong số các toa tàu 2 tầng bị lật và các hành khách được giải cứu bằng cách kéo ra khỏi cửa sổ. Nguyên nhân của vụ chật bánh vẫn đang được điều tra. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy các toa của một đoàn tàu 2 tầng mắc kẹt giữa các cành cây và lăn xuống một bờ kè. Cảnh sát cho biết một hoạt động cứu hộ khẩn cấp lớn vẫn đang được tiến hành và tuyến đường sắt hiện đã hoàn toàn bị đóng cửa. Hiện nay, các chuyến tàu tại Đức đang có lượng hành khách cao hơn kể từ ngày 1 tháng 6, khi một vé có thể đi lại trên toàn nước Đức có hiệu lực. Phụ nữ ở Buenos Aires phản đối nạn tự sát và bạo lực giới. Theo Reuters, hàng nghìn phụ nữ Argentina đã xuống đường ở Buenos Aires để phản đối nạn tự sát và bạo lực giới. Trước đó, tháng 6 năm 2015, những người biểu tình ở quốc gia Nam Mỹ bắt đầu tuần hành. Sau 2 năm tạm nghỉ do đại dịch COVID-19, một lần nữa,
phụ nữ đã tuyên bố kêu gọi xóa bỏ bạo lực giới. Một nhà hoạt động xã hội cho biết, những gì xảy ra với phụ nữ ở đây, đó là công lý diễn ra chậm chạp và mang tính gia trưởng. Có nhiều người đã chết sau khi khiếu nại rất nhiều lần. Cuộc tuần hành bắt đầu ở trung tâm Buenos Aires và tiến về phía cổng của Đại hội Quốc gia, nơi những người biểu tình thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân tự sát. Theo số liệu của Tòa án Tư pháp Tối cao Argentina, trong suốt năm 2021, trung bình cứ 35 giờ lại có một vụ tự sát ở nước này, trong đó 81% xảy ra do bạo lực gia đình. Các nhà chức trách ở Mexico City kêu gọi người dân giao nộp vũ khí. Theo Reuters, người dân thành phố Mexico đã giao nộp súng vào thứ Sáu ngày 3 tháng 6, trong khuôn khổ chương trình chống bạo lực của chính phủ nhằm kiểm soát vũ khí của người dân và hạn chế tỷ lệ bạo lực. Kể từ khi chương trình giải trừ vũ khí để có hòa bình bắt đầu trở lại vào năm 2019, các nhà chức trách đã thu được khoảng 6.320 khẩu súng nội địa ở thủ đô Mexico. Chương trình cũng nhắm mục tiêu đến trẻ em nhằm nâng cao sự giáo dục và không để trẻ em chơi những đồ chơi giống như vũ khí. Đoạn phim cho thấy trẻ vị thành niên mang súng đồ chơi để đổi lấy những món đồ chơi khác. Thư ký chính phủ Mexico City chia sẻ với Reuters, chương trình lần này nhằm nâng cao nhận thức chống bạo lực ở trẻ em. Chiến dịch ở Mexico đang diễn ra trong khi Mỹ một lần nữa tranh luận về vấn đề kiểm soát súng, sau khi một số vụ xả súng hàng loạt trong những tuần gần đây đã gây rúng động quốc gia láng giềng. Bão nhiệt đới tại Cuba làm ngập lụt đường phố và nhà cửa. Theo Reuters, một cơn bão nhiệt đới đã làm sập các đường phố và đại lộ ở Havana. Mưa lớn đổ bộ vào các khu vực ở miền Tây và miền Trung Cuba. Trên đường, nước ngập tới chân, người dân thay nhau đẩy xe ô tô và xe buýt bị kẹt. Cảnh báo đã được đưa ra đối với Cuba khi cơn bão Alex tấn công Mexico trong những ngày trước đó và được gọi là Agatha đang tiến vào lưu vực Đại Tây Dương. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ, mưa dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trên đảo vào chiều và đêm thứ Sáu tuần tới. Do lượng mưa lớn thường xuyên xảy ra, các nhà chức trách đã kêu gọi chú ý đến diễn biến của các hiện tượng khí tượng, gió đất đã bão hòa, chủ yếu ở những vùng trũng, thoát nước kém. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đến thăm và ký các thỏa thuận song phương tại Đông Timor. Theo Reuters, vào thứ Sáu, mùng 3 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến thăm Đông Timor sau khi kết thúc chuyến công du các đảo ở Thái Bình Dương kéo dài 10 ngày. Ông đã hội đàm với Thủ tướng Timor Tomanzua và Bộ trưởng Ngoại giao Azazizet Asavir Mano, đồng thời chứng kiến việc ký kết các thỏa thuận và đã gặp Tổng thống mới đắc cử José Ramos Horta vào thứ Bảy, mùng 4 tháng 6. Tổng thống mới của Đông Timor cũng đã cam kết trong lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 về mối quan hệ song phương bền chặt hơn với Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng bền vững, cùng các lĩnh vực khác. Trung Quốc đã không thể đạt được sự đồng thuận từ 10 quốc đảo Thái Bình Dương về một hiệp ước khu vực sâu rộng về an ninh và thương mại tại cuộc họp vào thứ Hai tuần trước, sau khi một số quốc gia cho rằng quá vội vàng và muốn tham khảo ý kiến của khu vực rộng lớn hơn. Xe quân sự xuất hiện ở gần Poperna, miền đông Ukraine. Vào thứ Năm ngày 2 tháng 6, xe quân sự và máy bay trực thăng đã được nhìn thấy di chuyển gần khu định cư của Poperna ở khu vực Luhan phía đông Ukraine, phía nam Severodonetsk. Khu định cư hiện thuộc lãnh thổ do Nga nắm giữ, đã bị đổ nát theo các nhà báo của Reuters và những người tiếp cận nó vào tuần trước. Hôm thứ Năm, người dân địa phương đã được nhìn thấy đang thu thập viện trợ nhân đạo của Đảng nước Nga Thống nhất. Cũng trong ngày thứ Năm, các nhân viên quân sự đã được nhìn thấy gần Poperna đang phóng một chiếc máy bay không người lái. Tình báo quân sự Anh tuần trước đã đưa tin rằng cuộc chiến ngày càng gia tăng ở khu vực Luhan của Ukraine khi Nga tìm cách bao vây các thành phố của Severodonetsk, Lychen và Zhubytne. Cuộc sống dưới hầm trú bom của Ukraine. Theo Reuters, cư dân ở vùng Zhubi ẩn náu trong các tầng hầm khi giao tranh gần thị trấn gia tăng. Cư dân của khu định cư Zhubi ở vùng Luhansk, miền đông Ukraine đang lấy thực phẩm để ẩn náu trong các hầm trú bom khi giao tranh gần thị trấn ngày càng gay gắt. Oga, một trong những cư dân của hầm tránh bom trong một trường mẫu giáo, nói với các phóng viên Reuters hôm 1 tháng 6, có khoảng 140 cư dân hiện đang sống tại khu vực này, nhưng có thời điểm đã có hơn 600 người ở nơi trú ẩn. Họ đang trong tình trạng thiếu vật tư y tế, nơi này không chỉ cho cư dân tại đây và cho những người ở vùng lân cận. Một cư dân khác, Valentina, nói với Reuters rằng sống trong tầng hầm trong vài tháng đã rất khó khăn, nhưng họ đang dần vượt qua. Họ thức dậy lúc 5 giờ 30 phút sáng, lấy nước, chặt củi, đốt lửa trại và tất cả mọi người đang cố gắng nấu một số ăn nóng cho bữa trưa cho cư dân trong hầm. Tình báo quân sự Anh tuần trước đưa tin rằng giao tranh ngày càng gia tăng ở khu vực Luhansk của Ukraine khi Nga tìm cách bao vây các thành phố Severodonetsk, Lychen và Zhubi. Người dân Canada kỷ niệm năm thánh bạch kim của nữ hoàng Elizabeth tại Ottawa, Toronto. Theo Reuters, hàng chục người Canada đã tụ tập tại khu phố cổ Toronto để kỷ niệm năm thánh bạch kim của nữ hoàng Elizabeth II. Khi bà trở thành quốc vương Anh đầu tiên, kỷ niệm 70 năm phục vụ, được tổ chức bởi hội lịch sử thị trấn York và bưu điện đầu tiên của Toronto. Sự kiện bao gồm phần tuyên bố khai mạc của nhà phê bình thị trấn thuộc hội lịch sử thị trấn York và chuyến tham quan hội trường Estilo Zhang với nhà sử học P. Zubel, người chia sẻ những câu chuyện về lịch sử của khu phố và các kết nối hoàng gia của Toronto. Nữ hoàng Elizabeth, 96 tuổi, quốc vương trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh và là quốc vương trị vì lâu thứ ba từ trước đến nay của một quốc gia có chủ quyền, được yêu thích rộng rãi theo các cuộc khảo sát với nhiều đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi, dành tình cảm sâu sắc cho bà.
Elizabeth trở thành nữ hoàng của Vương quốc Anh và hơn chục vương quốc khác, bao gồm Canada, Úc và New Zealand sau cái chết của cha cô, vua George VI, vào ngày 6 tháng 2 năm 1952, trong khi cô đang ở Kenya trong một chuyến công du quốc tế. Lễ kỷ niệm không chỉ bắt đầu năm thánh, mà còn là kỷ niệm 69 năm ngày đăng quang của Elizabeth. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vui mừng về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen thêm 2 tháng. Theo Reuters, hôm thứ Năm vừa rồi, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vui mừng về việc gia hạn 2 tháng thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc ở Yemen. Ông đã tuyên bố tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York rằng việc chính phủ Yemen và phe Houthi đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen thêm 2 tháng theo các điều khoản tương tự như thỏa thuận ban đầu. Việc gia hạn có hiệu lực vào lúc 19 giờ thứ Năm, giờ địa phương, theo các điều khoản giống như thỏa thuận ban đầu do Liên Hợp Quốc làm trung gian, bắt đầu vào ngày 2 tháng 4. Cuộc xung thỏa thuận ngừng bắn cũng cho phép các bên gặp gỡ trực tiếp dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Ông đã mạnh mẽ kêu gọi các bên hoàn thành việc thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn nhằm duy trì lợi ích của tất cả người dân Yemen. Phát ngôn viên của người đứng đầu Liên Hợp Quốc đã nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Hans Zandberg sẽ tiếp tục làm việc với các bên để củng cố đầy đủ tất cả các yếu tố của thỏa thuận ngừng bắn và đạt được một dàn xếp chính trị bền vững. Đó chắc chắn sẽ là một mục tiêu. Chúng tôi đã giải quyết cuộc xung đột ở Yemen trong một thời gian dài. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi cần tiếp tục thể hiện quyết tâm trong việc bổ sung các khối xây dựng có thể tạo ra với các bên. Chúng tôi đã đình chiến kéo dài 2 tháng. Chúng ta sẽ trải qua một hiệp định đình chiến kéo dài 2 tháng nữa. Đó là tất cả động lực tích cực. Đây là tin tốt cho người dân Yemen, những người đã phải chịu đựng rất nhiều trong cuộc khủng hoảng nhân tạo này. Real Madrid ký hợp đồng với hậu vệ Rudiger từ Chelsea. Vào thứ Năm ngày 2 tháng 6, Real Madrid đã đồng ý ký một thỏa thuận hợp đồng với trung vệ Antonio Rudiger, việc chuyển nhượng miễn phí khi hợp đồng của anh ấy với câu lạc bộ Premier League Chelsea hết hạn. Trung vệ Rudiger sẽ ở Real trong 4 mùa giải tới. Nhà vô địch La Liga cho biết, vào ngày 20 tháng 6, một buổi lễ chào đón sẽ được tổ chức cho anh ấy. Anh là một cầu thủ quan trọng của Chelsea kể từ khi gia nhập câu lạc bộ Ý vào năm 2017. Tôi vô cùng hào hứng với các thử thách phía trước và rất nóng lòng được chơi những trận đầu tiên cho câu lạc bộ khổng lồ này, Rudiger nói trên tài khoản Twitter của mình. Chelsea mô tả Rudiger là một trong những cầu thủ nhiệt huyết nhất đại diện cho câu lạc bộ trong những năm gần đây. Rudiger đã ra sân hơn 200 lần trong tất cả trận đấu của Chelsea và giành chiến thắng tại Champions League, Europa League, Cúp FA, Siêu cúp UEFA và Cúp Thế giới với câu lạc bộ London. Ả Rập Xê Út và OPEC có thể bù đắp cho sản lượng dầu mất đi của Nga. Ả Rập Xê Út và các thành viên OPEC có thể tăng sản lượng dầu để bù đắp sự sụt giảm sản lượng của Nga. Một động thái có thể giảm bớt áp lực giảm lạm phát toàn cầu đang gia tăng và mở đường cho chuyến thăm tới Riyadh của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo OPEC cho biết, nhóm đang làm việc để bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng dầu bởi Nga. Nga đã giảm khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Theo một nguồn tin khác của OPEC cho biết, Moscow có thể đồng ý để các nhà sản xuất khác tăng sản lượng để bù đắp cho sản lượng dầu thiếu hụt từ Nga, nhưng không phải bù đắp tất cả sự thiếu hụt. Các nhà ngoại giao Mỹ đã làm việc trong nhiều tuần để tổ chức chuyến thăm đầu tiên của Biden tới Riyadh sau 2 năm quan hệ căng thẳng vì bất đồng về nhân quyền, cuộc chiến ở Yemen và nguồn cung vũ khí của Mỹ cho vương quốc này. Đối mặt với xếp hạng thấp trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Hoa Kỳ, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, ông Biden đã thúc ép Ả Rập Xê Út tăng sản lượng dầu. Các nguồn tin của cả hai bên cho biết MBS đã từ chối hành động cho đến khi Biden sẵn sàng giao dịch trực tiếp. Các bộ trưởng OPEC sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trực tuyến vào ngày 4 tháng 6, khi họ được cho là sẽ bám sát kế hoạch tăng 432.000 thùng trong một ngày. Hàn Quốc hy vọng nhận được sự đảm bảo từ ông Biden, Hoa Kỳ sẽ tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa từ Triều Tiên, đồng thời mở rộng liên minh để giải quyết các vấn đề khác. Trong khi đó, ông Biden được cho là sẽ mang chủ đề chống lại sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực. World Cup 2022 tại Qatar sẽ có nhiều trọng tài nữ. Theo Reuters, lần đầu tiên, các trọng tài nữ sẽ điều hành các trận đấu tại bóng đá nam tại World Cup 2022 Qatar. Theo thông tin từ FIFA thông báo vào ngày thứ Năm 19 tháng 5, nữ trọng tài sẽ điều khiển các trận đấu của World Cup bóng đá nam lần đầu tiên ở Qatar trong năm nay. Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA cho biết vào hôm 19 tháng 5, theo Reuters. Ba nữ trọng tài là người Pháp, Wanda, Nhật Bản và ba nữ trợ lý trọng tài là người Brazil, Mexico, Mỹ sẽ tham gia điều hành các trận đấu của vòng chung kết World Cup Qatar từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12. Tổng cộng 36 trọng tài, 69 trợ lý trọng tài và 24 quan chức giám sát trận đấu qua video đã được FIFA chọn cho giải World Cup. Ông Pierluigi Collina, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA cho biết đây là kết quả của một quá trình dài đã bắt đầu từ vài năm trước với việc triển khai các trọng tài nữ tại các giải đấu cấp cơ sở và cấp cao của FIFA. Họ xứng đáng có mặt tại World Cup bởi vì họ liên tục thể hiện ở trình độ thực sự cao và đó là yếu tố quan trọng đối với chúng tôi.
Như mọi khi, tiêu chí chúng tôi sử dụng là chất lượng là trên hết và các quan chức trận đấu được lựa chọn đại diện cho trình độ trọng tài cao nhất trên toàn thế giới, ông Colina nói. Được biết, nữ trọng tài người Pháp là Stephanie Frappart đã trở thành nữ trọng tài đầu tiên điều khiển các trận đấu ở giải vô địch châu Âu sau khi Liên đoàn bóng đá châu Âu chọn bà vào danh sách trọng tài của giải đấu năm ngoái. Phu nhân Tổng thống Mỹ Joe Biden khen ngợi sự tiến bộ của Ecuador. Thưa quý vị, theo thông tin từ Reuters, vào hôm thứ Năm ngày 19 tháng 5, đệ nhất phu nhân Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm Ecuador và dành những lời có cánh cho quốc gia này. Theo bà, Ecuador là một quốc gia tiến bộ và là ánh sáng với các nước láng giềng vì có ảnh hưởng tích cực cho tương lai công bằng và phát triển bền vững. Sở dĩ bà Biden tới thăm Ecuador là do trước đó, Tổng thống của Ecuador Guillermo Lasso cho biết ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ tại Los Angeles vào tháng tới. Đệ nhất phu nhân đã tham quan một trung tâm bảo trợ trẻ em cùng với vợ của Tổng thống Ecuador. Sau đó, họ đã đến thăm một trường tiểu học nơi bà Biden gặp gỡ các thanh thiếu niên từ Venezuela, Ecuador và Colombia. Những người tham gia chương trình học tập cấp tốc do Hoa Kỳ hỗ trợ để gia nhập lại hệ thống trường học chính thức, theo một thông cáo của Nhà Trắng. Tổng cộng có 63 thanh thiếu niên tham gia khóa học kéo dài một năm được tổ chức tại trường tiểu học Oswaldo Guayasamin. Thông cáo này cho biết rằng có khoảng 500 thanh thiếu niên trên khắp Ecuador tham gia vào các chương trình học tập cấp tốc được thực hiện thông qua Hoa Kỳ. Tổng thống mới của Đông Timor cam kết quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc tại lễ tuyên thệ nhậm chức. Thông tin trên Reuters, ông Jose Ramos Horta là người đoạt giải Nobel Hòa Bình đã tiếp tục tái đắc cử và nhậm chức Tổng thống thứ 5 của Đông Timor vào hôm 19 tháng 5 vừa qua. Trong bài phát biểu, ông cam kết dành thời gian tại vị của mình để tăng cường đoàn kết dân tộc và củng cố quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc. Ramos Horta được coi là một trong những nhân vật chính trị nổi tiếng, đồng thời là phát ngôn viên lưu vong của phong trào du kích Đông Timor trong thời kỳ bị chiếm đóng và lần đầu tiên giữ chức tổng thống từ năm 2007 đến năm 2012. Buổi lễ nhậm chức của ông được diễn ra tại thủ đô Dili, đã thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Buổi lễ diễn ra cực kỳ long trọng, ngập tràn trong pháo hoa và tiếng đại bác, đánh dấu 20 năm kể từ khi khôi phục nền độc lập ở Đông Timor. Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Nga sẽ sớm nắm quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Luhansk. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Sáu 20 tháng 5 cho biết Nga và phe ly khai do Nga hậu thuẫn sẽ sớm tuyên bố có toàn quyền kiểm soát lãnh thổ ở vùng Luhansk ở miền đông Ukraine. Ông cũng tuyên bố đã có tổng cộng là 1.908 chiến binh đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal, vùng Mariupol. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine chưa xác nhận con số này là nguồn tin từ Reuters cũng chưa thể xác minh là chính xác hay không. Nga cũng cho biết những người bảo vệ Azovstal sẽ được đối xử phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Một số nhà lập pháp Nga cũng đã yêu cầu họ bị xét xử vì tội ác chiến tranh và có thể phải đối mặt với án tử hình. Trong bài phát biểu trước của các chỉ huy quân sự tại Bộ Quốc phòng, ông Shoigu đã nói rằng các động thái gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển là một phần của sự gia tăng các mối đe dọa quân sự gần biên giới phía Tây của Nga và Nga đang thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng. Ông cho biết Nga cũng sẽ đáp trả bằng cách thành lập 12 đơn vị và sư đoàn trong quân khu phía Tây của mình và Nga đang nỗ lực cải thiện sức mạnh chiến đấu của quân đội. Được biết, vào ngày 18 tháng 5, Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn gia nhập NATO. Trước đó 2 ngày, tức là hôm 16 tháng 5, Tổng thống Vladimir Putin cũng cho biết tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan sẽ không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga. Nhưng ông cũng đã cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả nếu NATO tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự ở cả hai nước này. Bộ trưởng Ngoại giao cho biết Hungary không đồng ý với lệnh cấm vận của EU đối với việc nhập khẩu dầu thô của Nga. Nguồn tin từ Reuters cho biết vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn với CCTV Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary, ông Peter đã cho biết Hungary vẫn phản đối đề xuất cấm vận nhập khẩu dầu thô của Liên minh châu Âu vì lệnh cấm này sẽ tàn phá nền kinh tế Hungary trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV vào hôm thứ Năm. Ông nói rằng 65% nhu cầu dầu của Hungary được cung cấp bởi Nga. Trong trường hợp lệnh cấm của EU có hiệu lực, nền kinh tế Hungary sẽ gặp khủng hoảng vì không có đủ nguồn dầu cung ứng. Tuy nhiên, Hungary sẽ không để điều đó xảy ra và cũng không sẵn sàng cho phép bất kỳ ai bắt người Hungary phải trả giá bằng chiến tranh. Ông Peter cũng cho biết nhiều quốc gia EU khác đã phản đối lệnh cấm vận, nhưng họ không muốn minh bạch về điều đó, khiến cho Hungary trở thành thành viên EU duy nhất lên tiếng công khai phản đối lệnh cấm vận này. Được biết, hiện tại Hungary vẫn sẽ nghiên cứu giải pháp ngoại giao cho thảm kịch xung đột giữa Nga và Ukraine. Nhà lãnh đạo Serb nói với EU Bosnia không thể tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Nga.
Nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc Serb của Bosnia, Milorad Dodik, nói với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel rằng Bosnia cần duy trì thái độ trung lập và không tham gia các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga vì cuộc xâm lược của Ukraine. Michel đã đến thăm Bosnia trong khuôn khổ chuyến công du ngắn ngày tới các nước Tây Balkan nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của khối đối với các kế hoạch hội nhập EU của họ và mời họ tham gia một cộng đồng địa chính trị mới của EU trước những thách thức kinh tế và chính trị đang diễn ra. Trong khi chấp nhận cam kết mới của EU trong việc ủng hộ con đường gia nhập khối của Bosnia, Dodik, một thành viên người Serb trong nhiệm kỳ tổng thống liên sắc tộc ba người của đất nước, đã tận dụng cơ hội này để vạch ra lập trường của người Serbia đối với cuộc chiến ở Ukraine và các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất đối với Bosnia là giữ thái độ trung lập, Dodik cũng cho biết tại cuộc họp báo chung với Michel và Chủ tịch Tổng thống Bosnia Srpska Dasvelovic. Xem xét các điều kiện mà chúng tôi tồn tại sẽ là một vấn đề đối với chúng tôi nếu áp đặt bất kỳ loại trừng phạt nào và gia nhập EU hoặc các biện pháp trừng phạt toàn cầu. Dodik đã nói chuyện thay mặt cho những người Serbia ở Bosnia, những người đang nuôi dưỡng mối quan hệ chặt chẽ với Nga dựa trên tôn giáo cơ đốc chính thống chung của họ, cũng như Serbia, cũng từ chối áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Bên cạnh việc thể hiện sự đoàn kết với Liên minh châu Âu về vấn đề này, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể gây ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng sẽ tăng lên gấp bội so với các nước EU có cơ chế an ninh tập thể, ông Dodik nói. Tổng thống ba bên của Bosnia đã không thông qua một lập trường chung về cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng các thành viên Bosnia và Croatia đã lên án mạnh mẽ cuộc xâm lược của Nga và ủng hộ mọi quyết định của EU. Hàng trăm người ở Ý phản đối việc viện trợ vũ khí cho Ukraine. Theo Reuters, ngày 20 tháng 5, hàng trăm người Ý đã xuống đường để phản đối việc viện trợ quân sự cho Ukraine và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Cuộc biểu tình bắt đầu từ quảng trường Cộng hòa và kéo dài đến tận đấu trường La Mã. Những người biểu tình cầm băng rôn và hô khẩu hiệu ngừng cung cấp quân sự cho Ukraine. Những người tham gia cho rằng các cuộc chiến sẽ không đạt được hòa bình và các cuộc đối thoại nên được sử dụng để tìm kiếm hòa bình. Bí thư quốc gia Đảng Cộng sản Italy cho biết ông phản đối việc Ý viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông hy vọng có thể Nga và Ukraine cũng có những biện pháp chính trị thay vì xảy ra xung đột. Một người biểu tình nêu quan điểm, một số quốc gia sẽ chọn dùng chiến tranh để giải quyết vấn đề, nhưng chiến tranh chỉ mang lại thiệt hại và thương vong. Các quốc gia tham gia vào chiến tranh sẽ phải đối mặt với thiệt hại về kinh tế và nhiều vấn đề khác. Các cuộc biểu tình khác cũng được tổ chức tại Milan, Florence và Sicily cùng ngày. Người dân Úc chính thức đi bầu cử quốc hội. Theo Reuters, ngày 21 tháng 5, người dân Úc chính thức đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội. Các điểm bỏ phiếu sẽ mở vào lúc 8 giờ sáng ngày 21 tháng 5 và sẽ đóng cửa vào lúc 18 giờ cùng ngày theo giờ địa phương. Trong cuộc bầu cử lần này, đảng Liên minh Tự do, quốc gia do Thủ tướng Scott Morrison lãnh đạo đã quyết tâm giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Đối thủ chính của đảng này là Công đảng và hiện các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Công đảng đang dẫn trước đảng Liên minh. Theo Ủy ban bầu cử của Úc, hơn một nửa số phiếu bầu sớm đã được bỏ vào tối vào ngày 20 tháng 5, với con số kỷ lục là 8 triệu phiếu bầu trực tiếp và qua bưu điện. Kết quả sơ bộ sẽ được biết vào tối ngày 21 tháng 5. Tuy nhiên, người chiến thắng sẽ không được công bố ngay lập tức do cần thời gian để kiểm hết các số phiếu bầu. Trong cuộc bầu cử quốc hội lần này, người dân Úc sẽ bầu ra 151 ghế cho Hạ viện và 40 ghế cho Thượng viện trong tổng số 76 có nhiệm kỳ 3 năm. Đảng nào giành được đa số ghế tại Hạ viện thì sẽ được giành quyền lập chính phủ mới và lãnh đạo của đảng này sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Úc. Úc công bố trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa từ du khách nước ngoài trở về. Thưa quý vị, mới đây các nhà chức trách Úc cho biết họ vừa xác nhận được trường hợp nhiễm trùng thủy đậu khổng lồ ở một lữ khách vừa mới trở về từ Anh Quốc. Các trường hợp khác đang được kiểm tra. Cụ thể, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã phát hiện triệu chứng bệnh nhẹ trước khi trở về Melbourne, Victoria, nơi anh ta được chẩn đoán là bị bệnh thủy đậu. Hiện người đàn ông này đang được cách ly trong bệnh viện. Được biết, monkeypox hay gọi là bệnh đậu mùa khỉ là một dạng bệnh đậu mùa lây lan trên cả con người và động vật. Bệnh xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1958 ở những con khỉ được nuôi để nghiên cứu và hơn một thập niên sau đó thì phát hiện trường hợp bệnh trên con người, được xác định tại Congo. Những trường hợp bệnh khác được phát hiện tại nhiều quốc gia, kể cả ở Mỹ và châu Âu. Đậu mùa khỉ là căn bệnh dễ lây lan và có thể gây chết người nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Người dân Thượng Hải lần đầu tiên được mua sắm trong siêu thị sau hơn 50 ngày giãn cách. Theo Reuters, vào ngày 19 tháng 5, nhiều người dân Thượng Hải được phép ra ngoài mua sắm lần đầu tiên trong gần 2 tháng giãn cách vì Covid. Hiện nay, các nhà chức trách Thượng Hải đang đặt ra kế hoạch cụ thể hơn để tháo dỡ khu vực cấm Covid-19 trên thành phố.
Ban lãnh đạo của một số khu vực ở trung tâm quận Trường Ninh đã phát phiếu cho người dân để đi siêu thị. Phiếu chỉ phát cho một người trong mỗi hộ gia đình và chỉ được mua tối đa là 500 nhân dân tệ, tương đương với 74 đô la trong thời gian là 40 phút. Người dân được khuyến cáo nên đi bộ hoặc đi xe đạp đến cửa hàng và được yêu cầu xếp hàng ở lối vào cách nhau 2 mét. Anh Chong Renchiu là một khách hàng cho biết việc dỡ bỏ lệnh cấm đang bắt đầu là một tin tốt lành, gây phấn chấn cho mọi người. Vì người dân chủ yếu đang dựa vào sự cung cấp từ chính phủ và mua nhu yếu phẩm thông qua các nhóm mua chung. Được biết, thành phố Thượng Hải với dân số là 25 triệu người đã không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào bên ngoài cộng đồng trong 5 ngày gần đây nhất và tiếp tục củng cố tình trạng Zero Covid của thành phố này. Tuy nhiên, trước đó vào ngày 18 tháng 5, Thượng Hải đã ghi nhận đến 637 trường hợp nhiễm Covid-19 không triệu chứng và có 82 trường hợp là có triệu chứng. Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ vào tuần tới. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 5, Tổng thống của Indonesia là Joko Widodo cho biết nước này sẽ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ vào tuần tới, giảm bớt áp lực lên thị trường dầu thực vật toàn cầu sau khi giá mặt hàng này ngày càng tăng vọt do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, Tổng thống Widodo đã nhấn mạnh rằng dựa trên nguồn cung dầu ăn và cân nhắc việc hiện có 17 triệu người làm việc trong ngành dầu cọ, bao gồm cả nông dân và các lao động phụ trợ khác, nhà lãnh đạo này đã quyết định nối lại hoạt động xuất khẩu dầu ăn vào ngày 23 tháng 5 tới. Chính phủ Indonesia vẫn sẽ giám sát chặt chẽ mọi động thái nhằm đảm bảo đáp ứng được nguồn cung với giá thành hợp lý. Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, Indonesia đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ nhằm đảm bảo nguồn cung mặt hàng này trong bối cảnh thiếu hụt dầu ăn trong cả nước. Tổng thống Widodo khi đó đã nhấn mạnh việc đáp ứng nhu cầu mặt hàng này cho quốc gia 270 triệu dân là ưu tiên cao nhất của chính phủ. Dầu cọ là loại dầu thực vật được sử dụng phổ biến nhất ở Indonesia, cũng như dùng để làm nguyên liệu cho nhiều loại hàng hóa từ sô-cô-la cho tới mỹ phẩm. Mặc dù là nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 60% lượng sản xuất dầu cọ trên toàn cầu, nhưng quốc gia này đang đối mặt với thực trạng thiếu dầu ăn trong nhiều tháng do quy định lỏng lẻo và các nhà sản xuất nội địa miễn cưỡng bán hàng trong nước. Người tiêu dùng Indonesia có những thời điểm phải mất hàng giờ để xếp hàng tại các trung tâm phân phối mới có thể mua được mặt hàng này. Canada cấm Huawei và ZTE tham gia mạng 5G. Thưa quý vị, chính phủ Canada đã thông báo sẽ cấm tất cả các tập đoàn công nghệ Huawei và ZTE của Trung Quốc tham gia mạng 5G tại quốc gia này do những lo ngại liên quan vấn đề an ninh. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ottawa, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Canada François-Philippe Champagne cho biết chính phủ Canada dự định loại các tập đoàn công nghệ Huawei và ZTE ra khỏi mạng lưới 5G tại nước này. Theo đó, đến ngày 28 tháng 6 năm 2024, các doanh nghiệp tại Canada phải loại bỏ hoặc ngừng sử dụng thiết bị 5G của Huawei và ZTE. Các doanh nghiệp đang sử dụng các thiết bị 4G của Huawei và ZTE cũng phải loại bỏ các thiết bị này trước ngày 31 tháng 12 năm 2027. Bộ trưởng Champagne đã nhấn mạnh, quyết định này sẽ đảm bảo an toàn cho mạng thế hệ tiếp theo của Canada. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada Marco Mendicino cho biết quyết định trên đánh dấu một kỷ nguyên mới trong việc bảo vệ ngành viễn thông của Canada. Quyết định được đưa ra sau cuộc kiểm tra kỹ lưỡng của các chính phủ Canada đối với mạng 5G và các công nghệ không dây. Ông Mendicino đã cho biết Canada sẽ soạn thảo một luật mới bảo vệ mạng 5G của Canada. Ông nêu rõ luật mới này sẽ thiết lập một khuôn khổ để bảo vệ tốt hơn các hệ thống quan trọng đối với an ninh quốc gia của Canada và cung cấp cho chính phủ một công cụ mới để ứng phó với các mối đe dọa mạng đang nổi lên. Luật mới cũng sẽ giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng và giao thông. Với quyết định trên, Canada tham gia biện pháp của Liên minh chia sẻ thông tin tình báo của Five Eyes gồm Canada, Australia, Anh, New Zealand và Mỹ đã cấm hoặc hạn chế sử dụng thiết bị 5G của Huawei. Cho đến tuần này, Canada là thành viên duy nhất trong Five Eyes chưa thực hiện biện pháp này. WhatsApp ra mắt API đám mây, các tính năng cao cấp để thu hút doanh nghiệp. Theo Reuters, trong buổi sự kiện Conversations của Meta, CEO Mark Zuckerberg đã giới thiệu dịch vụ API miễn phí dựa trên công nghệ điện toán đám mây của WhatsApp nhằm mục đích thu hút được nhiều doanh nghiệp sử dụng ứng dụng của họ. Ông Zuckerberg đã cho biết việc cung cấp sẽ có nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp hoặc các nhà phát triển nào cũng có thể dễ dàng truy cập dịch vụ của Meta, xây dựng trực tiếp trên WhatsApp để tùy chỉnh trải nghiệm của họ và tăng tốc thời gian phản hồi của họ cho khách hàng bằng cách sử dụng WhatsApp Cloud an toàn của chúng tôi, API
bay được lưu trữ bởi Meta. WhatsApp đã có một API hoặc một loại giao diện phần mềm để các doanh nghiệp kết nối hệ thống của họ tạo ra doanh thu. Meta, công ty đã mua WhatsApp với giá là 19 tỷ đô la trong một thỏa thuận mang tính bước ngoặt vào năm 2014, nói rằng các doanh nghiệp sẽ không thể nhắn tin cho mọi người trên WhatsApp trừ khi họ yêu cầu được liên hệ. Theo báo cáo của Elizabeth Culliford ở New York và Katie Paul là biên tập bởi Lisa Schumacher. Người dân Hoa Kỳ ngày càng lo ngại khi lạm phát gia tăng đẩy giá lương thực. Lạm phát ở Hoa Kỳ đang tiếp tục tăng cao, làm tăng giá thực phẩm và tăng chi phí sinh hoạt cho những người dân đang ngày càng lo ngại và tác động ngày càng tăng lên cuộc sống của họ. Bộ Lao động Hoa Kỳ đã báo cáo vào đầu tháng này, chỉ số CPI tháng 4 tăng 8,3% so với một năm trước đó. Một mức tăng nhỏ hơn một chút so với mức tăng 8,5% trong tháng 3, là mức tăng lớn nhất trong năm kể từ giai đoạn kết thúc vào tháng 12 năm 1981. Bộ Lao động Hoa Kỳ đã báo cáo vào đầu tháng này. Theo Cục Thống kê Lao động PLS, chỉ số CPI đã tăng 0,3% trong tháng 4 sau khi tăng 1,2% vào tháng trước. CPI cũng đã duy trì lên đến 6% so với cùng kỳ năm ngoái, với báo cáo của tháng 4 đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái với tốc độ lạm phát chậm lại. Tuy nhiên, giá cả hàng hóa tăng cao, đặc biệt là thực phẩm, đã khiến cho người dân Mỹ lo ngại. Nhiều người cảm thấy sốc với chi phí tăng cao của các mặt hàng cơ bản. Một người ở bang Virginia chia sẻ, cô ấy không thể tin được mức giá của vài củ hành tây nhỏ mà đến tận 5 đô la. Cô ấy cảm thấy mức giá này là không phù hợp. Musk phủ nhận việc anh ta quấy rối tình dục tiếp viên hàng không trên máy bay tư nhân. Theo Reuters, tỷ phú Elon Musk đã khẳng định tin ông ấy quấy rối tình dục một tiếp viên hàng không trên máy bay tư nhân vào năm 2016 là hoàn toàn không đúng sự thật. Trước đó, thông tin Business Insider đã cho hay, năm 2018, SpaceX của Musk đã phải trả 250.000 đô la Mỹ để giải quyết khiếu nại quấy rối tình dục từ một nữ tiếp viên máy bay tư nhân giấu tên, người đã cáo buộc Musk để lộ thân phận của ông ta với cô ấy. Không những vậy, Musk còn bị tố xoa đùi nữ tiếp viên hàng không và đề nghị mua cho cô ấy một con ngựa nếu cô ấy chịu làm thêm trong một lần massage trên máy bay. Nữ tiếp viên hàng không tin rằng việc cô từ chối chấp nhận đề nghị của Musk đã làm ảnh hưởng đến cơ hội làm việc của cô tại SpaceX và khiến cô phải thuê một luật sư vào năm 2018. Elon Musk hiện là giám đốc điều hành của Tesla Inc. và đang gây tranh cãi về việc mua lại Twitter Inc. Ông dự đoán một chiến dịch thủ đoạn bẩn thỉu chống lại ông sẽ xảy ra. Trong bài báo của Business Insider, Musk nói rằng câu chuyện của nữ tiếp viên hàng không là một tác phẩm anh khác có động cơ chính trị và còn rất nhiều điều khác trong câu chuyện này. Liverpool sẽ không mạo hiểm với Salah bất chấp cuộc đua chiếc giày vàng. Theo Reuters, ông Jurgen Klopp, huấn luyện viên của Liverpool, cho biết ông muốn dùng Mohamed Salah, Virgil van Dijk và Fabinho cho cuộc đụng độ khủng khiếp với Wolverhampton Wanderers vào chủ nhật tuần này. Tuy nhiên, ông không chắc là ba cầu thủ này có sẵn sàng cho trận đấu sắp tới hay không. Được biết, Liverpool cần đánh bại Wolves tại sân vận động Anfield và hy vọng là Manchester City sẽ không chiến thắng trước Aston Villa để Liverpool có thể giành chức vô địch ngoại hạng Anh lần thứ hai trong 3 mùa giải liên tiếp. Salah và Van Dijk đã bỏ lỡ chiến thắng giữa tuần trước với câu lạc bộ Southampton do chấn thương trong trận chung kết FA Cup với Chelsea. Trong khi Fabinho gặp vấn đề về cơ trong trận gặp Villa vào hồi đầu tháng 5, Klopp cũng cho biết ông muốn tất cả các cầu thủ có thể xem ra vào trận đấu cuối tuần này bởi vì họ đã bắt được nhịp với nhau và thực hiện tốt các chiến lược được đề ra. Vị huấn luyện viên cũng cho biết thêm Salah không thể chấp nhận bất kỳ rủi ro nào bởi anh đang dẫn trước Son Heung-min của Tottenham Hotspur với chỉ một bàn thắng. Cũng trong buổi họp báo, Klopp cũng đã xác nhận rằng Divock Origins sẽ rời câu lạc bộ sau 8 năm gắn bó và bày tỏ lòng tri ân với tiền đạo người Bỉ. Đây sẽ là một cuộc chia tay đặc biệt. Bởi vì đối với Klopp, Diff là một cầu thủ huyền thoại của Liverpool và ông ấy rất vui khi được cộng tác với anh. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức hôm nay. Khánh Linh xin được cảm ơn quý khán giả đã đón xem và xin được hẹn gặp lại quý vị trong bản tin thế giới vào ngày mai. Tổng thống mới của Đông Timor cam kết quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc tại lễ tuyên thệ nhậm chức. World Cup 2022 tại Qatar sẽ có nhiều trọng tài nữ. Phu nhân Tổng thống Mỹ Jill Biden khen ngợi sự tiến bộ của Ecuador. Tổng thống Joe Biden đến Hàn Quốc bắt đầu chuyến công du đầu tiên đến châu Á. Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Nga sẽ sớm nắm quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Luhansk. Bộ trưởng Ngoại giao cho biết Hungary không đồng ý với lệnh cấm vận của EU đối với việc nhập khẩu dầu thô của Nga.
Khánh Huyên xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Voice of Texas, nơi cung cấp những thông tin nóng hổi, uy tín, chính thống cho cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới. Và sau đây là những tin tức nổi bật trong bản tin hôm nay. Tổng thống Joe Biden đến Hàn Quốc bắt đầu chuyến công du đầu tiên đến châu Á. Theo Reuters, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến Hàn Quốc vào thứ Sáu ngày 20 tháng 5, chặng đầu tiên trong chuyến công du đầu tiên của ông tới châu Á trên cương vị là Tổng thống. Biden đã được chào đón tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek bởi Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và tướng chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Paul LaCamera, cùng các quan chức Mỹ và Hàn Quốc khác. Biden dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào cuối ngày thứ Sáu tại một nhà máy của Samsung Electronics trước khi dự các sự kiện vào ngày tiếp theo. Tổng thống Hàn Quốc hy vọng nhận được sự đảm bảo từ ông Biden, Hoa Kỳ sẽ tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa từ Triều Tiên, đồng thời mở rộng liên minh để giải quyết các vấn đề khác. Trong khi đó, ông Biden được cho là sẽ mang chủ đề chống lại sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực. World Cup 2022 tại Qatar sẽ có nhiều trọng tài nữ. Theo Reuters, lần đầu tiên, các trọng tài nữ sẽ điều hành các trận đấu tại bóng đá nam tại World Cup 2022 Qatar. Theo thông tin từ FIFA thông báo vào ngày thứ Năm 19 tháng 5, nữ trọng tài sẽ điều khiển các trận đấu của World Cup bóng đá nam lần đầu tiên ở Qatar trong năm nay, Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA cho biết vào hôm 19 tháng 5, theo Reuters. Ba nữ trọng tài là người Pháp, Wanda, Nhật Bản và ba nữ trợ lý trọng tài là người Brazil, Mexico, Mỹ sẽ tham gia điều hành các trận đấu của vòng chung kết World Cup Qatar từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12. Tổng cộng 36 trọng tài, 69 trợ lý trọng tài và 24 quan chức giám sát trận đấu qua video đã được FIFA chọn cho giải World Cup. Ông Pierluigi Collina, Chủ tịch Ủy ban trọng tài FIFA cho biết đây là kết quả của một quá trình dài đã bắt đầu từ vài năm trước với việc triển khai các trọng tài nữ tại các giải đấu cấp cơ sở và cấp cao của FIFA. Họ xứng đáng có mặt tại World Cup bởi vì họ liên tục thể hiện ở trình độ thực sự cao và đó là yếu tố quan trọng đối với chúng tôi. Như mọi khi, tiêu chí chúng tôi sử dụng là chất lượng là trên hết và các quan chức trận đấu được lựa chọn đại diện cho trình độ trọng tài cao nhất trên toàn thế giới, ông Collina nói. Được biết, nữ trọng tài người Pháp là Stephanie Frappart đã trở thành nữ trọng tài đầu tiên điều khiển các trận đấu ở giải vô địch châu Âu sau khi Liên đoàn bóng đá châu Âu chọn bà vào danh sách trọng tài của giải đấu năm ngoái. Phu nhân Tổng thống Mỹ Joe Biden khen ngợi sự tiến bộ của Ecuador. Thưa quý vị, theo thông tin từ Reuters, vào hôm thứ Năm ngày 19 tháng 5, đệ nhất phu nhân Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm Ecuador và dành những lời có cánh cho quốc gia này. Theo bà, Ecuador là một quốc gia tiến bộ và là ánh sáng với các nước láng giềng vì có ảnh hưởng tích cực cho tương lai công bằng và phát triển bền vững. Sở dĩ bà Biden tới thăm Ecuador là do trước đó, Tổng thống của Ecuador Guillermo Lasso cho biết ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ tại Los Angeles vào tháng tới. Đệ nhất phu nhân đã tham quan một trung tâm bảo trợ trẻ em cùng với vợ của Tổng thống Ecuador. Sau đó, họ đã đến thăm một trường tiểu học nơi bà Biden gặp gỡ các thanh thiếu niên từ Venezuela, Ecuador và Colombia. Những người tham gia chương trình học tập cóc tóc do Hoa Kỳ hỗ trợ để gia nhập lại hệ thống trường học chính thức, theo một thông cáo của Nhà Trắng. Tổng cộng có 63 thanh thiếu niên tham gia khóa học kéo dài một năm được tổ chức tại trường tiểu học Oswaldo Wayasamin. Thông cáo này cho biết rằng có khoảng 500 thanh thiếu niên trên khắp Ecuador tham gia vào các chương trình học tập cấp tốc được thực hiện thông qua Hoa Kỳ. Tổng thống mới của Đông Timor cam kết quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc tại lễ tuyên thệ nhậm chức. Thông tin trên Reuters, ông Jose Ramos Horta là người đoạt giải Nobel Hòa Bình đã tiếp tục tái đắc cử và nhậm chức Tổng thống thứ 5 của Đông Timor vào hôm 19 tháng 5 vừa qua. Trong bài phát biểu, ông cam kết dành thời gian tại vị của mình để tăng cường đoàn kết dân tộc và củng cố quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc. Ramos Horta được coi là một trong những nhân vật chính trị nổi tiếng, đồng thời là phát ngôn viên lưu vong của phong trào du kích Đông Timor trong thời kỳ bị chiếm đóng và lần đầu tiên giữ chức tổng thống từ năm 2007 đến năm 2012. Buổi lễ nhậm chức của ông được diễn ra tại thủ đô Dili, đã thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Buổi lễ diễn ra cực kỳ long trọng, ngập tràn trong pháo hoa và tiếng đại bác, đánh dấu 20 năm kể từ khi khôi phục nền độc lập ở Đông Timor. Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Nga sẽ sớm nắm quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Luhansk. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Sáu 20 tháng 5 cho biết Nga và phe ly khai do Nga hậu thuẫn sẽ sớm tuyên bố có toàn quyền kiểm soát lãnh thổ ở vùng Luhansk ở miền đông Ukraine. Ông cũng tuyên bố đã có tổng cộng là 1.908 chiến binh đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal
vùng Mariupol. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine chưa xác nhận con số này là nguồn tin từ Reuters cũng chưa thể xác minh là chính xác hay không. Nga cũng cho biết những người bảo vệ Azovstal sẽ được đối xử phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Một số nhà lập pháp Nga cũng đã yêu cầu họ bị xét xử vì tội ác chiến tranh và có thể phải đối mặt với án tử hình. Trong bài phát biểu trước của các chỉ huy quân sự tại Bộ Quốc phòng, ông Shoigu đã nói rằng các động thái gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển là một phần của sự gia tăng các mối đe dọa quân sự gần biên giới phía Tây của Nga và Nga đang thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng. Ông cho biết Nga cũng sẽ đáp trả bằng cách thành lập 12 đơn vị và sư đoàn trong quân khu phía Tây của mình và Nga đang nỗ lực cải thiện sức mạnh chiến đấu của quân đội. Được biết, vào ngày 18 tháng 5, Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn gia nhập NATO. Trước đó 2 ngày, tức là hôm 16 tháng 5, Tổng thống Vladimir Putin cũng cho biết tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan sẽ không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga. Nhưng ông cũng đã cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả nếu NATO tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự ở cả hai nước này. Bộ trưởng Ngoại giao cho biết Hungary không đồng ý với lệnh cấm vận của EU đối với việc nhập khẩu dầu thô của Nga. Nguồn tin từ Reuters cho biết vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn với CCTV Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary, ông Peter đã cho biết Hungary vẫn phản đối đề xuất cấm vận nhập khẩu dầu thô của Liên minh châu Âu vì lệnh cấm này sẽ tàn phá nền kinh tế Hungary trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV vào hôm thứ Năm. Ông nói rằng 65% nhu cầu dầu của Hungary được cung cấp bởi Nga. Trong trường hợp lệnh cấm của EU có hiệu lực, nền kinh tế Hungary sẽ gặp khủng hoảng vì không có đủ nguồn dầu cung ứng. Tuy nhiên, Hungary sẽ không để điều đó xảy ra và cũng không sẵn sàng cho phép bất kỳ ai bắt người Hungary phải trả giá bằng chiến tranh. Ông Peter cũng cho biết nhiều quốc gia EU khác đã phản đối lệnh cấm vận, nhưng họ không muốn minh bạch về điều đó, khiến cho Hungary trở thành thành viên EU duy nhất lên tiếng công khai phản đối lệnh cấm vận này. Được biết, hiện tại Hungary vẫn sẽ nghiên cứu giải pháp ngoại giao cho thảm kịch xung đột giữa Nga và Ukraine. Nhà lãnh đạo Serb nói với EU Bosnia không thể tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc Serb của Bosnia, Milorad Dodik, nói với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel rằng Bosnia cần duy trì thái độ trung lập và không tham gia các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga vì cuộc xâm lược của Ukraine. Michel đã đến thăm Bosnia trong khuôn khổ chuyến công du ngắn ngày tới các nước Tây Balkan nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của khối đối với các kế hoạch hội nhập EU của họ và mời họ tham gia một cộng đồng địa chính trị mới của EU trước những thách thức kinh tế và chính trị đang diễn ra. Trong khi chấp nhận cam kết mới của EU trong việc ủng hộ con đường gia nhập khối của Bosnia, Dodik, một thành viên người Serb trong nhiệm kỳ tổng thống liên sắc tộc ba người của đất nước, đã tận dụng cơ hội này để vạch ra lập trường của người Serbia đối với cuộc chiến ở Ukraine và các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất đối với Bosnia là giữ thái độ trung lập. Dodik cũng cho biết tại cuộc họp báo chung với Michel và Chủ tịch Tổng thống Bosnia Srpska Dasvevorić, xem xét các điều kiện mà chúng tôi tồn tại sẽ là một vấn đề đối với chúng tôi nếu áp đặt bất kỳ loại trừng phạt nào và gia nhập EU hoặc các biện pháp trừng phạt toàn cầu. Dodik đã nói chuyện thay mặt cho những người Serbia ở Bosnia, những người đang nuôi dưỡng mối quan hệ chặt chẽ với Nga dựa trên tôn giáo cơ đốc chính thống chung của họ, cũng như Serbia, cũng từ chối áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Bên cạnh việc thể hiện sự đoàn kết với Liên minh châu Âu về vấn đề này, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể gây ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng sẽ tăng lên gấp bội so với các nước EU có cơ chế an ninh tập thể, ông Dodik nói. Tổng thống ba bên của Bosnia đã không thông qua một lập trường chung về cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng các thành viên Bosnia và Croat đã lên án mạnh mẽ cuộc xâm lược của Nga và ủng hộ mọi quyết định của EU. Hàng trăm người ở Ý phản đối việc viện trợ vũ khí cho Ukraine. Theo Reuters, ngày 20 tháng 5, hàng trăm người Ý đã xuống đường để phản đối việc viện trợ quân sự cho Ukraine và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Cuộc biểu tình bắt đầu từ quảng trường Cộng Hòa và kéo dài đến tận đấu trường La Mã. Những người biểu tình cầm băng rôn và hô khẩu hiệu ngừng cung cấp quân sự cho Ukraine. Những người tham gia cho rằng các cuộc chiến sẽ không đạt được hòa bình và các cuộc đối thoại nên được sử dụng để tìm kiếm hòa bình. Bí thư quốc gia Đảng Cộng sản Italy cho biết ông phản đối việc Ý viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông hy vọng có thể Nga và Ukraine cũng có những biện pháp chính trị thay vì xảy ra xung đột. Một người biểu tình nêu quan điểm, một số quốc gia sẽ chọn dùng chiến tranh để giải quyết vấn đề, nhưng chiến tranh chỉ mang lại thiệt hại và thương vong. Các quốc gia tham gia vào chiến tranh sẽ phải đối mặt với thiệt hại về kinh tế và nhiều vấn đề khác. Các cuộc biểu tình khác cũng được tổ chức tại Milan, Florence và Sicily cùng ngày.
người dân Úc chính thức đi bầu cử quốc hội. Theo Reuters, ngày 21 tháng 5, người dân Úc chính thức đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội. Các điểm bỏ phiếu sẽ mở vào lúc 8 giờ sáng ngày 21 tháng 5 và sẽ đóng cửa vào lúc 18 giờ cùng ngày theo giờ địa phương. Trong cuộc bầu cử lần này, đảng Liên minh Tự do, quốc gia do Thủ tướng Scott Morrison lãnh đạo đã quyết tâm giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Đối thủ chính của đảng này là Công đảng và hiện các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Công đảng đang dẫn trước đảng Liên minh. Theo Ủy ban bầu cử của Úc, hơn một nửa số phiếu bầu sớm đã được bỏ vào tối vào ngày 20 tháng 5 với con số kỷ lục là 8 triệu phiếu bầu trực tiếp và qua bưu điện. Kết quả sơ bộ sẽ được biết vào tối ngày 21 tháng 5. Tuy nhiên, người chiến thắng sẽ không được công bố ngay lập tức do cần thời gian để kiểm hết các số phiếu bầu. Trong cuộc bầu cử quốc hội lần này, người dân Úc sẽ bầu ra 151 ghế cho Hạ viện và 40 ghế cho Thượng viện trong tổng số 76 có nhiệm kỳ 3 năm. Đảng nào giành được đa số ghế tại Hạ viện thì sẽ được giành quyền lập chính phủ mới và lãnh đạo của đảng này sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Úc. Úc công bố trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa từ du khách nước ngoài trở về. Thưa quý vị, mới đây các nhà chức trách Úc cho biết họ vừa xác nhận được trường hợp nhiễm trùng thủy đậu khổng lồ ở một lữ khách vừa mới trở về từ Anh Quốc. Các trường hợp khác đang được kiểm tra. Cụ thể, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã phát hiện triệu chứng bệnh nhẹ trước khi trở về Melbourne, Victoria, nơi anh ta được chẩn đoán là bị bệnh thủy đậu. Hiện người đàn ông này đang được cách ly trong bệnh viện. Được biết, monkeypox hay gọi là bệnh đậu mùa khỉ là một dạng bệnh đậu mùa lây lan trên cả con người và động vật. Bệnh xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1958 ở những con khỉ được nuôi để nghiên cứu và hơn một thập niên sau đó thì phát hiện trường hợp bệnh trên con người, được xác định tại Congo. Những trường hợp bệnh khác được phát hiện tại nhiều quốc gia, kể cả ở Mỹ và châu Âu. Đậu mùa khỉ là căn bệnh dễ lây lan và có thể gây chết người nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Người dân Thượng Hải lần đầu tiên được mua sắm trong siêu thị sau hơn 50 ngày giãn cách. Theo Reuters, vào ngày 19 tháng 5, nhiều người dân Thượng Hải được phép ra ngoài mua sắm lần đầu tiên trong gần 2 tháng giãn cách vì Covid. Hiện nay, các nhà chức trách Thượng Hải đang đặt ra kế hoạch cụ thể hơn để tháo dỡ khu vực cấm Covid-19 trên thành phố. Ban lãnh đạo của một số khu vực ở trung tâm quận Trường Ninh đã phát phiếu cho người dân để đi siêu thị. Phiếu chỉ phát cho một người trong mỗi hộ gia đình và chỉ được mua tối đa là 500 nhân dân tệ, tương đương với 74 đô la trong thời gian là 40 phút. Người dân được khuyến cáo nên đi bộ hoặc đi xe đạp đến cửa hàng và được yêu cầu xếp hàng ở lối vào cách nhau 2 mét. Anh Chong Renchiu là một khách hàng cho biết việc dỡ bỏ lệnh cấm đang bắt đầu là một tin tốt lành, gây phấn chấn cho mọi người. Vì người dân chủ yếu đang dựa vào sự cung cấp từ chính phủ và mua nhu yếu phẩm thông qua các nhóm mua chung. Được biết, thành phố Thượng Hải với dân số là 25 triệu người đã không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào bên ngoài cộng đồng trong 5 ngày gần đây nhất và tiếp tục củng cố tình trạng Zero Covid của thành phố này. Tuy nhiên, trước đó vào ngày 18 tháng 5, Thượng Hải đã ghi nhận đến 637 trường hợp nhiễm Covid-19 không triệu chứng và có 82 trường hợp là có triệu chứng. Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ vào tuần tới. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 5, Tổng thống của Indonesia là Joko Widodo cho biết nước này sẽ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ vào tuần tới, giảm bớt áp lực lên thị trường dầu thực vật toàn cầu sau khi giá mặt hàng này ngày càng tăng vọt do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, Tổng thống Widodo đã nhấn mạnh rằng dựa trên nguồn cung dầu ăn và cân nhắc việc hiện có 17 triệu người làm việc trong ngành dầu cọ, bao gồm cả nông dân và các lao động phụ trợ khác, nhà lãnh đạo này đã quyết định nối lại hoạt động xuất khẩu dầu ăn vào ngày 23 tháng 5 tới. Chính phủ Indonesia vẫn sẽ giám sát chặt chẽ mọi động thái nhằm đảm bảo đáp ứng được nguồn cung với giá thành hợp lý. Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, Indonesia đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ nhằm đảm bảo nguồn cung mặt hàng này trong bối cảnh thiếu hụt dầu ăn trong cả nước. Tổng thống Widodo khi đó đã nhấn mạnh việc đáp ứng nhu cầu mặt hàng này cho quốc gia 270 triệu dân là ưu tiên cao nhất của chính phủ. Dầu cọ là loại dầu thực vật được sử dụng phổ biến nhất ở Indonesia, cũng như dùng để làm nguyên liệu cho nhiều loại hàng hóa từ sô-cô-la cho tới mỹ phẩm. Mặc dù là nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 60% lượng sản xuất dầu cọ trên toàn cầu, nhưng quốc gia này đang đối mặt với thực trạng thiếu dầu ăn trong nhiều tháng do quy định lỏng lẻo và các nhà sản xuất nội địa miễn cưỡng bán hàng trong nước. Người tiêu dùng Indonesia có những thời điểm phải mất hàng giờ để xếp hàng tại các trung tâm phân phối mới có thể mua được mặt hàng này. Canada cấm Huawei và ZTE tham gia mạng 5G. Thưa quý vị, chính phủ Canada đã thông báo sẽ cấm tất cả các tập đoàn công nghệ Huawei và ZTE của Trung Quốc tham gia mạng 5G tại quốc gia này do những lo ngại liên quan vấn đề an ninh. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ottawa, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Canada François-Philippe Champagne cho biết
chính phủ Canada dự định loại các tập đoàn công nghệ Huawei và ZTE ra khỏi mạng lưới 5G tại nước này. Theo đó, đến ngày 28 tháng 6 năm 2024, các doanh nghiệp tại Canada phải loại bỏ hoặc ngừng sử dụng thiết bị 5G của Huawei và ZTE. Các doanh nghiệp đang sử dụng các thiết bị 4G của Huawei và ZTE cũng phải loại bỏ các thiết bị này trước ngày 31 tháng 12 năm 2027. Bộ trưởng Sampan đã nhấn mạnh, quyết định này sẽ đảm bảo an toàn cho mạng thế hệ tiếp theo của Canada. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada Marco Mendicino cho biết quyết định trên đánh dấu một kỷ nguyên mới trong việc bảo vệ ngành viễn thông của Canada. Quyết định được đưa ra sau cuộc kiểm tra kỹ lưỡng của các chính phủ Canada đối với mạng 5G và các công nghệ không dây. Ông Mendicino đã cho biết Canada sẽ soạn thảo một luật mới bảo vệ mạng 5G của Canada. Ông nêu rõ luật mới này sẽ thiết lập một khuôn khổ để bảo vệ tốt hơn các hệ thống quan trọng đối với an ninh quốc gia của Canada và cung cấp cho chính phủ một công cụ mới để ứng phó với các mối đe dọa mạng đang nổi lên. Luật mới cũng sẽ giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng và giao thông. Với quyết định trên, Canada tham gia biện pháp của Liên minh chia sẻ thông tin tình báo của Five Eyes gồm Canada, Australia, Anh, New Zealand và Mỹ đã cấm hoặc hạn chế sử dụng thiết bị 5G của Huawei. Cho đến tuần này, Canada là thành viên duy nhất trong Five Eyes chưa thực hiện biện pháp này. WhatsApp ra mắt API đám mây, các tính năng cao cấp để thu hút doanh nghiệp. Theo Reuters, trong buổi sự kiện Conversations của Meta, CEO Mark Zuckerberg đã giới thiệu dịch vụ API miễn phí dựa trên công nghệ điện toán đám mây của WhatsApp nhằm mục đích thu hút được nhiều doanh nghiệp sử dụng ứng dụng của họ. Ông Zuckerberg đã cho biết việc cung cấp sẽ có nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp hoặc các nhà phát triển nào cũng có thể dễ dàng truy cập dịch vụ của Meta, xây dựng trực tiếp trên WhatsApp để tùy chỉnh trải nghiệm của họ và tăng tốc thời gian phản hồi của họ cho khách hàng bằng cách sử dụng WhatsApp Cloud an toàn của chúng tôi, API được lưu trữ bởi Meta. WhatsApp đã có một API hoặc một loại giao diện phần mềm để các doanh nghiệp kết nối hệ thống của họ, tạo ra doanh thu. Meta, công ty đã mua WhatsApp với giá là 19 tỷ đô la trong một thỏa thuận mang tính bước ngoặt vào năm 2014, nói rằng các doanh nghiệp sẽ không thể nhắn tin cho mọi người trên WhatsApp trừ khi họ yêu cầu được liên hệ. Theo báo cáo của Elizabeth Culliford ở New York và Katie Paul là biên tập bởi Lisa Schumacher. Người dân Hoa Kỳ ngày càng lo ngại khi lạm phát gia tăng đẩy giá lương thực. Lạm phát ở Hoa Kỳ đang tiếp tục tăng cao, làm tăng giá thực phẩm và tăng chi phí sinh hoạt cho những người dân đang ngày càng lo ngại và tác động ngày càng tăng lên cuộc sống của họ. Bộ Lao động Hoa Kỳ đã báo cáo vào đầu tháng này, chỉ số CPI tháng 4 tăng 8,3% so với một năm trước đó, một mức tăng nhỏ hơn một chút so với mức tăng 8,5% trong tháng 3, là mức tăng lớn nhất trong năm kể từ giai đoạn kết thúc vào tháng 12 năm 1981. Bộ Lao động Hoa Kỳ đã báo cáo vào đầu tháng này. Theo Cục Thống kê Lao động PLS, chỉ số CPI đã tăng 0,3% trong tháng 4 sau khi tăng 1,2% vào tháng trước. CPI cũng đã duy trì lên đến 6% so với cùng kỳ năm ngoái, với báo cáo của tháng 4 đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái với tốc độ lạm phát chậm lại. Tuy nhiên, giá cả hàng hóa tăng cao, đặc biệt là thực phẩm, đã khiến cho người dân Mỹ lo ngại. Nhiều người cảm thấy sốc với chi phí tăng cao của các mặt hàng cơ bản. Một người ở bang Virginia chia sẻ, cô ấy không thể tin được mức giá của vài củ hành tây nhỏ mà đến tận 5 đô la. Cô ấy cảm thấy mức giá này là không phù hợp. Musk phủ nhận việc anh ta quấy rối tình dục tiếp viên hàng không trên máy bay tư nhân. Theo Reuters, tỷ phú Elon Musk đã khẳng định tin ông ấy quấy rối tình dục một tiếp viên hàng không trên máy bay tư nhân vào năm 2016 là hoàn toàn không đúng sự thật. Trước đó, thông tin Business Insider đã cho hay, năm 2018, SpaceX của Musk đã phải trả 250.000 đô la Mỹ để giải quyết khiếu nại quấy rối tình dục từ một nữ tiếp viên máy bay tư nhân giấu tên, người đã cáo buộc Musk để lộ thân phận của ông ta với cô ấy. Không những vậy, Musk còn bị tố xoa đùi nữ tiếp viên hàng không và đề nghị mua cho cô ấy một con ngựa nếu cô ấy chịu làm thêm trong một lần massage trên máy bay. Nữ tiếp viên hàng không tin rằng việc cô từ chối chấp nhận đề nghị của Musk đã làm ảnh hưởng đến cơ hội làm việc của cô tại SpaceX và khiến cô phải thuê một luật sư vào năm 2018. Elon Musk hiện là giám đốc điều hành của Tesla Inc. và đang gây tranh cãi về việc mua lại Twitter Inc. Ông dự đoán một chiến dịch thủ đoạn bẩn thỉu chống lại ông sẽ xảy ra. Trong bài báo của Business Insider, Musk nói rằng câu chuyện của nữ tiếp viên hàng không là một tác phẩm anh khác có động cơ chính trị và còn rất nhiều điều khác trong câu chuyện này. Liverpool sẽ không mạo hiểm với Salah bất chấp cuộc đua chiếc giày vàng. Theo Reuters, ông Jurgen Klopp, huấn luyện viên của Liverpool, cho biết ông muốn dùng Mohamed Salah, Virgil van Dijk và Fabinho cho cuộc đụng độ khủng khiếp với Wolverhampton Wanderers vào chủ nhật tuần này.
Tuy nhiên, ông không chắc là ba cầu thủ này có sẵn sàng cho trận đấu sắp tới hay không. Được biết, Liverpool cần đánh bại Wolves tại sân vận động Anfield và hy vọng là Manchester City sẽ không chiến thắng trước Aston Villa để Liverpool có thể giành chức vô địch ngoại hạng Anh lần thứ hai trong 3 mùa giải liên tiếp. Salah và Van de Dijk đã bỏ lỡ chiến thắng giữa tuần trước với câu lạc bộ Southampton do chấn thương trong trận chung kết FA Cup với Chelsea. Trong khi Fabinho gặp vấn đề về cơ trong trận gặp Villa vào hồi đầu tháng 5, Klopp cũng cho biết ông muốn tất cả các cầu thủ có thể xem ra vào trận đấu cuối tuần này bởi vì họ đã bắt được nhịp với nhau và thực hiện tốt các chiến lược được đề ra. Vị huấn luyện viên cũng cho biết thêm Salah không thể chấp nhận bất kỳ rủi ro nào bởi anh đang dẫn trước Son Heung-min của Tottenham Hotspur với chỉ một bàn thắng. Cũng trong buổi họp báo, Klopp cũng đã xác nhận rằng Divock Origin sẽ rời câu lạc bộ sau 8 năm gắn bó và bày tỏ lòng tri ân với tiền đạo người Bỉ. Đây sẽ là một cuộc chia tay đặc biệt. Bởi vì đối với Klopp, Divock là một cầu thủ huyền thoại của Liverpool và ông ấy rất vui khi được cộng tác với anh. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức hôm nay. Khánh Linh xin được cảm ơn quý khán giả đã đón xem và xin được hẹn gặp lại quý vị trong bản tin Thế Giới vào ngày mai.